Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các bạn sẽ đến với giờ tiếng Việt. Trước khi đi vào bài mới thì cô và các em cùng ôn lại những kiến thức cơ bản của bài học hôm trước. Hôm trước chúng ta đã học về câu phủ định. Ở bài học này, các em cần phải nắm được về đặc điểm hình thức và chức năng của nó. Về đặc điểm hình thức, các bạn chú ý cho cô, câu phủ định là câu có những từ phủ định như là không, chẳng, chả, chưa, không phải. Không phải là, chẳng phải là, đâu có phải là, đâu có. Câu phủ định dùng để, thứ nhất là thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Hay người ta gọi đây là câu phủ định miêu tả. Cô có ví dụ như sau, hôm nay tôi không đi học. Thì đây là phủ định về một cái sự việc là hôm nay tôi không đi học. Thứ hai là phản bác một ý kiến, một nhận định, hay người ta gọi đây là câu phủ định bác bỏ. Cô có ví dụ, không phải, hôm đó tôi đi học. Như vậy, cô đã khái quát lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Hôm nay, chúng ta sẽ sang một bài học nữa, đó là bài hành động nói. Hành động nói có kiểu nào và cách thực hiện hành động nói ra sao? Các em cùng chuyển sang bài học hôm nay. Các bạn mở vở ra, chúng ta ghi bài 23, tiết 89, hành động nói. Nội dung của bài hành động nói, thông thường chúng ta sẽ có hai tiết. Tiết 1 bao gồm một lớn, hành động nói là gì? Hai lớn, một số kiểu hành động nói thường gặp. Ba lớn là luyện tập. Tiết 2 gồm một lớn, thực hiện hành động nói. Hai lớn là luyện tập. Nhưng theo chương trình của Bộ Giáo dục thì sẽ ghép hai tiết 1 và 2 này chung thành một tiết. Và các em phải tự học những phần như sau. Một lớn, hành động nói là gì? Phần luyện tập của cả hai tiết. Cô đã bôi bằng mực đỏ và ghi chữ tự học. Thì các bạn chú ý học phần một lớn và hoàn thành đầy đủ các bài tập của phần luyện tập. Sau cái bài học này thì các bạn sẽ chụp bài gửi qua Zalo cho cô. Như vậy này, tiết học của chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là một số kiểu hành động nói thường gặp và cách thực hiện hành động nói. Bây giờ cô mời các bạn cùng đi vào nội dung. Chúng ta vẫn ghi theo tuần tự một lớn, hành động nói là gì. Phần này các em sẽ tự học, tuy nhiên cô cũng lưu ý là chúng ta cần phải nắm được hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Hai lớn, một số kiểu hành động nói thường gặp. Một nhỏ, ví dụ một. Đây là đoạn văn trong sách giáo khoa, các bạn cùng theo dõi. Mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa. Ngỡ là hồn oan của Thạch Xanh hiện về. Mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Xanh vào nhà, kể cho nghe chuyện giết Trần Tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lý Thông bỗng nảy ra kế khác, hắn nói, con Trần ấy là của nhà vua nuôi đã lâu, nay em giết nó tất không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi, có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu. Thạch Xanh lại thật thà tin ngay, chàng vội vã từ giã mẹ con Lý Thông, trở về túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân, trích trong Thạch Xanh. Các bạn quan sát vào đoạn văn, cho cô biết là mỗi câu trong lời nói của Lý Thông đều nhằm một mục đích nhất định. Và những mục đích ấy là gì? Chúng ta thấy rằng lời nói của Lý Thông này và với cái mục đích hay chính là hành động nói. Thứ nhất, con chăn ấy là của nhà vua nuôi đã lâu. Chúng ta có thể nhận ra ngay mục đích của câu này chính là trình bày. Này em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. Câu này là mục đích đe dọa. Thôi, bây giờ chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Thì câu này lại có mục đích là gì ạ? Điều khiển. Có chuyện gì ở nhà anh lo liệu? Chúng ta thấy có cái sự hứa hẹn. Mục đích là hứa hẹn. Và chúng ta thấy tất cả những cái lời nói của Lý Thông này với mục đích trình bày, đe dọa, điều khiển hay hứa hẹn thì đều đến cái mục đích cuối cùng là
đuổi thạch xanh đi để mình được hưởng lợi. Cô và các bạn cùng chuyển sang ví dụ thứ hai này. Chỉ ra hành động nói trong đoạn trích và cho biết mục đích của mỗi hành động. Các em quan sát vào đoạn văn sau. Cái tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống, vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái tí nghe nói dãy lảy, giống như sét đánh bên tai, ló liệng củ khoai vào rổ rồi òa lên khóc. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái tí vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ nó sục phải đi, nó nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này, trời ơi, chiếc tắt đèn của Ngô Tất Tố. Các bạn chú ý cho cô. Đây là những bức ảnh về chị Dậu, gia đình chị Dậu, lời nói và mục đích này. Lời nói của cái tí, vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Chúng ta thấy câu nói này có mục đích là hỏi, ngoài để hỏi ra còn để bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Câu nói của chị Dậu rõ ràng là có ý trình bày, thông báo, báo tin cho cái tí biết là bữa sau sẽ ăn cơm ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. U nhất định bán con đấy ư? Đây là câu hỏi. Và bộc lộ cái cảm xúc, u không cho con ở nhà nữa ư? Đây cũng là câu hỏi, bộc lộ cảm xúc. Khốn nạn thân con thế này, trời ơi! Thì chúng ta thấy đây chính là câu cảm thán với cái mục đích là bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Từ ví dụ trên thì ta thấy hành động nói thường gặp có thể là hỏi này, trình bày, bộc lộ tình cảm, cảm xúc hoặc là điều khiển. Và từ đó có thể rút ra được cái nhận xét như sau. Các bạn chuyển sang phần 2 nhỏ, nhận xét các kiểu hành động nói như là hỏi, trình bày thì bao gồm báo tin, kể, tả, nêu ý kiến. Điều khiển thì bao gồm cầu khiến, đe dọa, thách thức, hứa hẹn và cuối cùng là bộc lộ cảm xúc. Đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Các bạn chú ý cho cô. Người ta dựa theo mục đích của hành động nói mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói thường gặp là hỏi, trình bày, báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán. Điều khiển thì bao gồm cầu khiến, đe dọa hoặc là thách thức, hứa hẹn hoặc bộc lộ cảm xúc. Và ở cái phần một số kiểu hành động nói thường gặp thì các bạn chú ý cho cô như sau. Chú ý hành động nói là hành động do người nói thực hiện có thể có hiệu quả mà cũng có thể là không có hiệu quả. Các bạn quan sát vào tình huống sau. A. Anh ơi, đường ra bến xe đi núi nào hả anh? B. Có thể có những ứng xử như sau. Ứng xử thứ nhất, B cứ việc đi, không nói gì cả, tức là không đáp lời A. Ứng xử thứ hai, B nói, xin lỗi, tôi cũng không biết anh ạ. Ứng xử thứ ba, B nói, anh đến chỗ ngã ba kia, rẽ phải đi bộ 1 km nữa là thấy biển đè rất rõ. Chúng ta thấy này, ở tình huống này, A đã thực hiện hành động hỏi, không kể là B đã ứng xử như thế nào. Về phía B thì trường hợp ứng xử thứ nhất, B cứ việc đi, không nói gì cả, tức là không đáp lời A đấy, chứng tỏ rằng là anh ta không hợp tác với A, hoặc cũng có thể là anh ta mải nghe chuyện riêng của mình mà không nghe thấy lời hỏi của A. Hoặc cũng có thể anh ta có nghe thấy lời của A nhưng mà anh ta không muốn trả lời. Cách ứng xử thứ hai, B nói xin lỗi, tôi cũng không biết anh ạ. Thì ở cách ứng xử này, chứng tỏ rằng là anh ta có hợp tác nhưng mà vốn hiểu biết của anh ta lại không đủ để cung cấp thông tin, trả lời theo nội dung của A. Cách ứng xử thứ ba, B nói, anh đến chỗ ngã ba kia, sẽ phải 1 km nữa là thấy biển đè rất rõ. Ở cách này, đã thỏa mãn việc cung cấp thông tin cần thiết cho A. Vậy này, căn cứ vào cách ứng xử của B, ta có thể kết luận như sau. A
không đạt được hiệu quả giao tiếp trong cách ứng xử 1 và 2. A. Đạt được hiệu quả giao tiếp trong cách ứng xử thứ 3 của B. Như vậy, hành động nói có thể đạt được hiệu quả hay không là lệ thuộc vào người nghe có chịu cộng tác với người nói hay không. Và vốn hiểu biết và khả năng suy đoán của người nghe có đủ để tiếp nhận lời của người nói hay không. Và ở phần này thì chúng ta kết thúc phần lý thuyết một số kiểu hành động nói cũng như là chú ý của nó ở đây. Bây giờ cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 4 lớn. 4 lớn cách thực hiện hành động nói. Bây giờ cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 4 lớn thực hiện hành động nói. Ở phần luyện tập thì các bạn sẽ về nhà tự làm. Chúng ta đi vào một nhỏ ví dụ. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là phải làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Đây là cái khung bảng để kẻ ra. Thì các bạn chú ý là ở phần này có 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với hỏi, mục đích là hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Thì nếu như là các bạn thấy câu số 1 mà nó tương ứng với cái nội dung nào thì chúng ta sẽ tích vào cái câu ký hiệu bằng hình ngôi sao. Thế thì trước khi đi vào làm bài tập, các bạn quan sát vào đoạn văn này gồm có 5 câu. Đầu tiên chúng ta phải nhận xét về kiểu câu và hình thức của 5 câu này. À, chúng ta thấy đều là câu trần thuật và được kết thúc bởi dấu chấm. Chúng ta sẽ lần lượt đi xét từng câu một. Câu 1 này, tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Câu số 1, chúng ta thấy nó có mục đích là gì? À, mục đích là trình bày. Câu số 2, có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Câu số 2, cũng là câu trần thuật và có mục đích là trình bày. Câu số 3, nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Câu này cũng có mục đích là trình bày. Câu số 4, bổn phận của chúng ta là phải làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. À, chúng ta lại có thể thấy rằng câu số 4 nó không còn mục đích là trình bày nữa mà nó chính là điều khiển. Câu số 5, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Câu này cũng có mục đích là điều khiển. Chúng ta thấy cùng là câu trần thuật, nhưng chúng có thể là có những mục đích khác nhau và thực hiện những hành động nói khác nhau. Câu trần thuật số 1, số 2, số 3 thực hiện với mục đích là trình bày. Câu trần thuật được thực hiện kiểu hành động nói trình bày, người ta gọi là cách trực tiếp. Còn câu trần thuật được thực hiện hành động nói điều khiển thì người ta gọi đây là cách dùng gián tiếp. Vậy có mấy cách thực hiện hành động nói, đó là cách nào? Thì chúng ta thấy có hai cách thực hiện hành động nói, đó là cách dùng trực tiếp và cách dùng gián tiếp. Thế để hiểu rõ hơn thì chúng ta đi giải quyết được yêu cầu ví dụ 2. Ở ví dụ 2, người ta yêu cầu là dựa vào bảng tổng hợp kết quả ở bài tập trên, lập bảng trình bày mối quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật với hành động nói mà chúng ta đã biết. Kiểu hành động nói chúng ta đã biết là hỏi này, trình bày này, điều khiển, hứa hẹn và bộc lộ cảm xúc. Thì các bạn chú ý, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là kiểu câu nghi vấn thì có chức năng chính dùng là để hỏi. Thế thì chức năng chính để hỏi thì nó sẽ là thực hiện hành động nói một cách trực tiếp hay là cách dùng trực tiếp đấy. Cô có ví dụ là anh đi đâu? Đấy, chức năng chính để hỏi. Nhưng cũng là câu nghi vấn, lại có thể lại có cái mục đích là điều khiển chẳng hạn. Cô có ví dụ, anh đi dùng tôi nhé. Thì rõ ràng ở đây này, lúc này lại không phải mục đích là hỏi nữa mà lại là điều khiển. Như vậy này,
Khi mà câu nghi vấn này được dùng với mục đích để điều khiển, thì đây chính là cách hành động nói thực hiện một cách gì? Gián tiếp. Có thể là câu nghi vấn cũng có thể là bộc lộ cảm xúc, ví dụ như là đẹp quá nhỉ, thì đây cũng chính là cách dùng gián tiếp hay là thực hiện hành động nói gián tiếp. Câu cầu khiến với chức năng chính rằng là dùng để điều khiển. Cô có ví dụ như là anh đi đi. Câu cảm thán thì có chức năng chính là bộc lộ cảm xúc, ví dụ như là chao ôi, đẹp quá. Câu trần thuật này thì chúng ta thấy mục đích chính của câu trần thuật dùng để trình bày. Thì khi mà được dùng ở mục đích trình bày thì sẽ là thực hiện hành động một cách trực tiếp hay là cách dùng trực tiếp đấy. Anh ấy đi rồi, đây là ví dụ. Nhưng câu trần thuật cũng có thể để điều khiển, để hứa hẹn hoặc là để bộc lộ cảm xúc. Thế khi thực hiện ở điều khiển này, ở hứa hẹn, ở cái mục đích là điều khiển, hứa hẹn hoặc là bộc lộ cảm xúc thì có nghĩa là thực hiện cái hành động nói ấy một cách gián tiếp. Cô có ví dụ như là anh còn phải đi nữa, ở đây là điều khiển đúng không ạ? Hứa hẹn là gì ạ? Tôi sẽ đi. Hoặc là một bông hoa đẹp. Như vậy này. Như vậy dùng kiểu câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu trần thuật để diễn đạt hành động nói phù hợp với chức năng chính của kiểu câu đó, thì đó là kiểu hành động nói thực hiện theo cách trực tiếp. Còn khi dùng kiểu câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật để diễn đạt hành động nói khác, thì đó là kiểu hành động nói thực hiện theo cách gián tiếp. Câu trần thuật có kiểu hành động nói là điều khiển hoặc bộc lộ cảm xúc, thì đây là cách dùng gián tiếp. Nói tóm lại, dùng kiểu câu này nhưng diễn đạt hành động nói khác, thì đó là cách thực hiện hành động nói theo lối gián tiếp. Từ sự phân tích trên, ta có thể rút ra được cái kiến thức cơ bản như sau. Các em chuyển sang phần 2, nhận xét. Hành động nói được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó gọi là cách thực hiện trực tiếp. Hành động nói được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng không phải là kiểu câu có chức năng chính của kiểu câu đó, nghĩa là thực hiện hành động nói khác, thì đó là cách thực hiện gián tiếp. Đây chính là nội dung của phần ghi nhớ. Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó, đây là cách dùng trực tiếp, hoặc bằng kiểu câu khác là cách dùng gián tiếp. Và các em chú ý này, phần thứ hai luyện tập, các em tự làm và hoàn thiện vào vở cho cô. Và trước khi kết thúc bài học thì cô có cái sơ đồ củng cố kiến thức như sau. Ở bài hành động nói, các em cần nắm được khái niệm. Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. Hành động nói có các kiểu hành động nói và cách thực hiện hành động nói. Các kiểu hành động nói thì bao gồm là hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Cách thực hiện hành động nói gồm trực tiếp và gián tiếp. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn phần học bài. Các em về nhà học thuộc các phần ghi nhớ, làm hết các bài tập phần luyện tập của cả hai bài, sách giáo khoa trang 63, 64, trang 71, 72. Và các em soạn trước bài Nước Đại Việt Ta. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.